Hello cả nhà, chào trở lại với kênh Chị Thi Lê nha. Bữa nay mình sẽ làm một món ăn rất là cay luôn cả nhà. Ăn nấm kim chi với lại xúc xích với lại mì Hàn Quốc nha. Cay lắm luôn á. Cho nó trong lại nó mới chín nè, nhưng nó sắp chín rồi. Đã chín rồi mình gấp ra, mình sẽ nấu nấm lên. Bữa nay mình sẽ ăn món cay nha, cay của Hàn Quốc á, rất là cay đúng như cái này. Đợi chuẩn bị nha. Đây. Này nó ngon à, nó thơm cái mùi bò nướng á, thịt bò nướng nó ngon á. Ngoài dở gào à, mà không biết đưa điệp bao xa à, mở nhà ăn ếch à. Mì à, ngon quá. Mà cái nhà ăn ếch cái nữa à, ngon. Ăn hai chiếc ớt luộc dở cay. Chung mỏ.
hai nước mắt luôn à. Ăn hai cái ớt cay. Cả nước mắt luôn. Cao quá. Sung. Cộng mì không có ăn nó dai dai ngon. Dai hơn cái mì mình, mì của mình nó ăn nó bở đi. Bở riều à. Mì Hàn Quốc á. Ăn cơm mì nó dai nhưng mà không có béo, không có béo quá. Không dễ ăn. Không có ngán. Ớt không? Ớt ngon. Đậm là thấy ngon à. Nó sáng ngon. Ăn đổ mồ hôi luôn. Mì nữa không? Còn ở nhà nhốt dịch viết bây giờ không biết nữa, đi làm, đi làm gì đây, hết biết làm gì. Ngon quá. Bình dương.